chào quý vị. Thưa quý vị, sau một khoảng thời gian ấp ủ và với bao nhiêu nỗ lực cố gắng của các anh chị em trong Phải Tự Nhiên thì ngày hôm nay Ngọc xin được giới thiệu tới quý vị một showroom của Phải Tự Nhiên. Showroom ở 288 Trần Khát Chân, ở ngay dưới chân cầu vượt. Đây là showroom của Khỏe Tự Nhiên. Đến đây thì quý vị sẽ được trải nghiệm tất cả các sản phẩm về chăm sóc sức khỏe, từ làn da cho đến mái tóc, son thiên nhiên. Các sản phẩm chăm sóc tóc và da như là dầu gội đầu, dầu xả, nước tẩy trang, gel rửa mặt và sữa tắm đông y, phủ bạc, kem chống nắng dưỡng ẩm mùa đông rất là tốt. Ngoài ra thì có kem đánh răng, thảo dược, dược liệu. Đến đây thì chúng ta còn được thưởng thức nước cốt tỏi đen, cân bằng huyết áp và còn rất là nhiều tác dụng khác nữa. Có xịt khử mùi đa năng và các sản phẩm về tẩy tịnh cho ngày cận Tết sắp tới. Nói chung là có khá là nhiều thứ và chúng ta sẽ từ từ trải nghiệm và cảm nhận. Bây giờ thì Minh Ngọc sẽ thử một số màu son để xem màu nào hợp quý vị nhé. Đây là màu nâu đỏ.